Hello, xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Thì em mới về một chiếc Ford Transit 2016. Wow, Ford Transit 2016 nhá. Thì chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán mức giá rất hợp lý cho anh chị này. Chiếc này em đang chào bán mức giá là 330 triệu đấy nhá. Vâng, 330 triệu. Vâng. Mẫu xe khá là đẹp luôn. Đấy, có nhìn thấy chưa? Lốp trước vừa mới tinh luôn. Vâng, lốp trước vẫn mới, mới thay xong. Vâng, phải nói là mẫu xe khá là đẹp, lốp thì mới. Thân vỏ thì không có va chạm, cam kết luôn, không có va chạm, không có đâm đụng gì nhá. Đấy, một mẫu xe khá là đẹp. Vâng, đời 2016 thì các bác lấy về thì chỉ có mình đi hoán cải hoặc là mình chạy khách, hoặc là nói chung là cái dòng xe 2016 này mà cái giá như thế này là quá hợp lý. Đấy, các bác xem cân đối ở đâu rẻ hơn em thì alo cho em mua lại nhá. Vì chiếc xe này thì em bán giá rất hợp lý luôn cho các bác này. Chỉ có giá đấy thôi thì các bác yên tâm rằng là các bác mua không bị hớ đâu nhá. Khẳng định nào các bác mua chiếc xe này là sẽ rẻ hơn chưa khác rất là nhiều luôn. Và giá là em thiện chí bán nhá. Vâng, lốp thì là đằng trước là thay là lốp Michelin. Vâng, mới thay xong. Phải nói là xe bác chủ xe đi cũng khá là giữ gìn xe, đầu tư là toàn lốp êm thôi, lốp Michelin luôn. Và thì tổng thanh em đi qua một vòng rồi, các bác anh chị là xem qua một vòng xe thì cũng biết là rằng là xe khá là chất lượng, khá là đẹp. Đấy, về tổng thanh xe này không có lỗi một cái gì cả. Và sau đây em sẽ quay xuống dưới gầm cho các bác và các anh chị nhé, xem là gầm của nó đẹp cỡ nào này. Và đây là gầm của nó này, không có hiện tượng mối mọt gì cả. Vâng, xe khá là đẹp luôn. Đấy, gầm bệ xanh gì luôn. Đấy, rất là đẹp. Và đây, sau đây là nội thất của nó này. Đây, nội thất thì cũng rất là đẹp luôn các bác nhá. Trần vẫn là trần nỉ zin này. Đấy, trần nỉ zin, ghế rất là đẹp luôn. Vâng, ghế rất là đẹp. Vâng, một mẫu xe phải nói là rất chi là đẹp luôn. Đấy, tabi, tablo rất là tươi, rất là sáng luôn. Đây, bật lên xuống này, có nhìn chưa? Rất là đẹp luôn. Và con này đã lên kính liền rồi nhá. Vâng, lên kính liền nhìn nó khá là sang xe và rất là đẹp xe. Đấy, keo chỉ thì là zin 100% rồi. Đây, keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ là zin 100% luôn nhá. Đấy, không có lỗi gì cả. Đấy, một mẫu xe rất là đẹp. Mà nếu mà anh chị mà lấy một mẫu xe này về thì phải nói là tiền ít mà lại hóa là xe khá là đẹp luôn này. Đấy, bác chủ xe rất là cẩn thận dán giả vân gỗ vào nhìn rất là đẹp nhá. Vâng, rất là đẹp luôn này. Đấy, có thấy chưa? Nhìn rất là đẹp. Trần vẫn trần để zin, điều hòa rất là mát luôn. Em phải nói là chiếc xe này và đã có nên bậc, đã độ bậc lên xuống rồi này. Đấy, con này thì là vẫn là cửa cơ nhá. Trước đây là có cửa điện nhưng mà bác chủ xe bác ấy tháo ra rồi. Bác tháo ra rồi nên là anh chị thông cảm, nếu mà anh chị mà muốn thì em lắp lại cửa điện cho. Đây, cửa điện đây. Đấy. Và một mẫu xe khá là đẹp. Đây, keo chỉ là zin hết rồi các bác này. Hết nhá. Tabi, tablo khá là đẹp luôn, khá là sạch sẽ nhá. Đấy. Chìa khóa khiển theo xe hai chìa này. Đấy, hai chìa luôn. Và em cùng anh chị mở khoang máy ra xem thế nào nhá. Ở đây là khoang máy của một chiếc Ford Transit 2016 này. Này chắc không phải chìa nó đâu. Đấy, chắc này chắc chỉ có đây, em sẽ lấy chìa của đó. Vâng, mình mở chìa khóa xe Ford thì mình phải vặn theo ngược kim đồng hồ một cái này, bật lên rồi này, không mở phát đây nữa là ngược lại cái là được. Vâng, em xin phép em mở nhá. Đấy, vâng, đây là khoang máy của chiếc xe này. Vâng,
rất là sạch sẽ, các bác công nhận không? Rất là đẹp luôn. Ốc của ác này, ốc này đấy, rất là đẹp luôn, cabo nhá, không có sự va chạm gì cả, rất là đẹp này đấy. Vâng, phải nói là một mẫu xe rất là đẹp. Vâng, máy thì rất là sạch sẽ, khô ráo, không có dầu dí gì cả. Và em bên em cũng bảo dưỡng và thay gioăng phớt hết cả thứ cho các bác rồi. Đấy, từ 2016 giờ mà đi mà mình không làm gioăng phớt đi thì sẽ bị ngấm dầu. Đấy, bên em có thợ thuyền nên là em làm sẵn cho các bác rồi. Các bác về chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ cái gì nữa nhé. Vâng. Ok, chiếc Ford Transit này em đã quay qua một lượt rồi đấy, từ máy thứ là cũng rất là ok. Và sau đây em sẽ nổ máy cho các bác cùng xem về cái máy này nhé. Vâng, cũng rất dễ, là rất là dễ nổ. Và em sẽ ga lên cho các bác về chiếc này nhé. Vâng, máy rất là khỏe, các bác thấy không? Máy rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, máy rất là khỏe. Đài FM thì vẫn còn này. Mạnh Hải, 29 năm. Đấy. Giảm giá tới 50% khi mua trang sức từ mùng 1 đến 15 tháng 11. Mừng sinh nhật Bảo Tín. Mạnh Hải, 29 năm. Với cái này thì là có sợi dây cua hơi kêu một chút. Vì là dây cua vẫn xịn nên là hơi kêu, em sẽ thay cho các bác này. Đấy, thay dây cua là êm luôn. Đấy, vì em làm thợ em biết mà, em đã lấy dây cua rồi. Mai em sẽ thay cho bác cái dây cua. Vâng. Và một mẫu xe phải nói là rất là đẹp các bác ạ. Nếu mà chúng ta mà mua một mẫu xe mà như này về mà chúng ta chạy dịch vụ là cũng rất là ổn luôn. Đấy, chỉ bỏ ra có hơn 300 triệu một tí thôi là các bác đã có ngay một mẫu xe Ford Transit đời 2016 nhá. Vâng, đời 2016 ạ. Giá rất là hợp lý cho các bác để đầu tư lấy xe đi lại và cũng như là mình làm ngành dịch vụ ạ. Vâng, thì em cũng xin giới thiệu qua chiếc Ford Transit 2016 rồi. Nếu các bác có nhu cầu mua về cái dòng xe 16 chỗ cũng như giải van hoặc là xe tải thì cứ alo cho em nhé. Đấy, em đang có một con K190 đây ạ. Vâng, con này em đang chào bán với mức giá là 235 triệu ạ. Cam kết là xe không lỗi, không đụng đụng luôn. Đấy, xe khá là đẹp. Vâng nhé, em xin kết thúc clip ở đây. Em xin chào quý vị và anh chị ạ.